thì chân đờ răng, xin ghé chân lại thăm chùa làng em, chùa Giác Nguyên, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Ngày Chủ Nhật trời vừa hứng sáng, chúng em từng bừng dự lễ khoa tu, chúng em ca vang, chúng em nghe pháp, bài pháp thắp sáng sáng mãi tâm hồn em, biết yêu thương vạn loài. Này anh em ơi, bớt đi dòng chơi, thêm câu niệm Phật, thường sống đạo đừng nên xáo động, sống theo gương Như Lai, dẫu qua bao chông gai, dưỡng thân mang an vui, lợi ích đến muôn người. Anh em ta thề quyết tiến tu, đi đứng hay ngồi cho thật oai nghi, miệng cười tươi là đóa hoa dâng tặng người. Thường tranh niệm thực hành ngũ giới, giữ cho ba nghiệp đừng có lung tung, chúng em công phu, chúng em tinh tấn, thường sống tinh giác với trái tim vị tha, sống yêu thương lục hoa. Chân đờ răng, xin ghé chân lại thăm chùa làng em, chùa Giác Nguyên, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Ngày Chủ Nhật trời vừa hứng sáng, chúng em từng vừng dự lễ khoa tu, chúng em ca vang, chúng em nghe pháp, bài pháp thắp sáng sáng mãi tâm hồn em, biết yêu thương vạn loài. Này anh em ơi, bớt đi dòng chơi, thêm câu niệm Phật, thường sống đạo đừng nên xáo động, sống theo gương Như Lai, dẫu qua bao chông gai, dưỡng thân mang an vui, lợi ích đến muôn người. Về với đạo học pháp bao điều hay, đời có đạo hạnh phúc trong tầm tay, nhịp sống đạo, nhịp sống bao niềm vui, nhịp sống đạo đầy ấm trong lòng tôi. Về với đạo học pháp bao điều hay, đời có đạo hạnh phúc trong tầm tay, nhịp sống đạo, nhịp sống bao niềm vui, nhịp sống đạo đầy ấm trong lòng tôi.